Rồi, xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khoa Audio, và trong clip ngày hôm nay thì em có xin giới thiệu đến tất cả người chơi một chiếc âm ly rất là quen thuộc, rất là huyền thoại đến từ thương hiệu Fisher, model là 500T. Thì chiếc này á, xin lỗi anh em, Fisher dòng này á là những cái món hàng chủ lực mà Khôi đã bán trong 9-10 năm nay. Nhưng mà mỗi lần ship về thì mỗi đợt hàng nó sẽ có một cái tình trạng và một cái mức giá khác nhau. Rồi, nói riêng về con này, vỏ gỗ zin rất đẹp, lưỡi đồng này ha, và máy móc tuyệt vời, hoạt động tốt ha, đèn đóm còn đầy đủ. Rồi thì Fisher 500T nó là đối tác số 1 cho AR2, cũng như các dòng loa cổ khác, kể cả JBL 100 hay là những cái dòng KLH Event vân vân. Thì con này có cái âm trầm rất là khỏe, rất là tốt, chạy sổ sắt RCA cũng như là xuất âm tụ nha. Đấy, 180W, đó là công suất của nó nha. Rồi thì để quyết định được cái mức giá của mỗi sản phẩm thì mình phải xem được cái phần ruột gan bên trong, vì nhìn bên ngoài này thì mình không quyết định được mức giá nha, mà chỉ là cái hình thức thôi. Bây giờ Khôi sẽ tháo ra anh em cùng xem để mình biết được là cái giá trị âm ly nằm ở đâu. Rồi đây, Khôi tháo nó rồi. Một tay vừa quay vừa làm hơi vụng về, em thông cảm nha. Đấy, máy cũng còn khá đẹp, khá tốt luôn. Đây là bao công suất này, cái tinh lửa nằm ở dưới nha. Hai bao. Đây, song sắc RCA chữ tròn. Khôi tháo nó rồi đây. Đấy không? Thấy tháo rất là nhiều thì mới quay được cho em cùng xem. Ok ha. Rồi đây mới là cái hình thức phía trên thôi. Còn cái phần quan trọng là tủ thì nằm bên dưới nữa nha. Cái này thì chỉ có lau sơ thôi chứ Khôi cũng không có tắm rửa nha anh em. Ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái nắp dưới thì nó mới quyết định được chính xác là giá trị của con âm ly cũng như chất âm của con âm ly. Đây, phần quan trọng nhất anh em là tổ nguồn và tổ công suất anh em, gọi là suất âm tụ ha. Những cái tổ này là nói thật anh em không có, khi mà mình đã thay tổ mới thì nó đã thay đổi chất âm rồi. Ngoài ra thì đây này, cái volume 5 tầng này anh em, quan trọng luôn ha. Đây là tổ tổ nguồn. Đấy, mọi thứ là hoàn hảo nha. Báo cho em biết để mình biết được cái giá trị của nó đi. Nhiều khi anh em nói là tại sao bên kia rẻ hơn, bên kia khối mắc hơn, nhưng mà người ta không biết được là những cái giá trị nằm ở đây. Những cái này mất 5 triệu bạc anh em, cái volume 4 3 triệu nữa là 8 triệu ấy nha. Chiếm hơn nửa con máy rồi. Bốn con sò này nữa anh em. Rồi xe chữ tròn này, lưu ý nha. Cặp sò 2 triệu nữa. Đó nên anh em phải xem để mình biết được cái giá trị của mỗi cái món hàng nha. Rồi ok. Tôi
Rồi thôi vừa test thử nè, thật sự hay anh em nha, thật sự luôn. Mình bỏ qua là cái giữa cái AR với cái Fixer thì thực sự cặp này rất xứng đáng để chơi, lại được bán 30 nữa nè, giá chỉ bằng nửa của AR2 thôi. Giá cuối cùng limit cho anh em chơi là 12.500. Và thôi cùng khẳng định của anh em là cặp giá cực kỳ hiếm, trong một vài năm thì mới có một cặp anh em nha. Và cái mức giá này nó cũng chỉ bằng với những năm trước thôi. Đó, anh em nghe thử tìm hiểu, mình thích thì trải nghiệm ha. Nó khác biệt hoàn toàn so với những dòng loa của hãng Billner, đó là điện thoại gỗ linh rồi nha. Thật sự là rất tuyệt vời để anh em chơi và sưu tầm luôn. Và tới đây thì Khôi xin phép kết thúc clip về giao dịch anh em. Như thường lệ ship code thì còn cho Khôi 30%, còn phí thu hộ. Còn anh em tin tưởng nhau theo dõi kênh của Khôi rồi thì chuyển khoản cho tiền Khôi phải lằng nhằng và tốn phí thu hộ nha. Loa thì trước giờ Khôi không bao ship, nhưng mà đảm bảo chịu trách nhiệm về ship hàng tận nơi an toàn cho đẹp. Tới đây thì Khôi xin kết thúc clip. Anh em ở Sài Gòn ghé mình giao lưu, nhưng mà gọi trước nha, tại vì Khôi không có thường xuyên ở nhà. Đó, không đến được thì Khôi hỗ trợ free ship khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.